Thì trong cái bài phỏng vấn mới nhất của cái bà phó tổng thống Đài Loan đó, bà Tuy Mỹ Cầm á, thì bà cho biết rằng là Đài Loan hiện nay là phải tự vệ để mà chống cái sự xâm lược của Trung Cộng. Các nhà báo thì trong cái cuộc báo họ hỏi bây giờ có dựa vô Hoa Kỳ hay là dựa vô các nước NATO gì không, họ không, ở bên Đài Loan chắc là họ có cái bài học của Việt Nam rồi. Họ nói, họ cho biết rằng là theo bà phó tổng thống thì cái chủ trương của bên Đài Loan cũng vậy, họ mua thì có mua vũ khí của Hoa Kỳ hoặc là của các đồng minh Hoa Kỳ, nhưng mà hỏi rằng là có nhờ lực lượng quân đội của các nước hay không, thì theo bà Tuy Mỹ Cầm, phó tổng thống đương nhiệm Đài Loan, mà nó không, từ người dân họ ý thức như vậy, họ ủng hộ cho chính sách quốc phòng, là tăng cường, tăng ngân sách quốc phòng lên để tự mua, tự trang bị và tự bảo vệ. Người dân họ sẵn sàng hy sinh, nhất là giới trẻ mình đó, họ yêu nước là như vậy, chứ họ không có chờ, họ không có đợi, đợi mấy ông đánh xong rồi mấy ông thí luôn con chốt làm sao, nên do đó không có chờ nữa. Đó là những cái bài học mà những nhà lãnh đạo tại Đài Loan họ rút ra.